Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá tổ quốc. Hôm nay tục là một clip gồm một lô cần câu nha mọi người. Thì lô câu này là lô cần câu hai khúc, hàng chiên về cho anh em câu lô màu giả. Thôi anh em có thể câu chép, có vài cây câu chép cũng rất là ok. Rồi, để shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip, không trong clip shop lên đó, anh em cứ gửi về cho shop. Rồi, cảm ơn mọi người. Cái thứ nhất chúng mình học khảo. Thì cái thứ nhất là một cây cần của hãng View. Thì đây, đây là một hãng cần hãng của Trung Quốc. À, nó xuất riêng cho thị trường Nhật nha mọi người. Thì cái này còn túi, còn hộp. Túi hộp đầy đủ nha. Sách hướng dẫn. Thì cái này nó sẽ dài 2m7. Phen của nó là phen xít. Đây mọi người, thông số đây. Thì cái này dài 2m7, nặng là 180g, độc của nó là 2 ly 1. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 6 đến 20 lb, thành phần carbon của nó là 98% nha. Đây, hàng China xuất Nhật. Thì cái này thêm chỉnh thì theo sắp chỉnh thì cái này về đánh chép, câu màu giả rất là ok nha. Đó. Dạng cây này 2m7 nha mọi người. Đó, câu chép câu màu giả rất là ok. Cần thì còn rất là mới rồi. Đó. Dạng này dạng hàng xuất, hàng trưng bày rồi. Đó. Bát của nó là bát Fuji nhá. Bát Fuji, phen Fuji Sheet. Phôi thì là phôi carbon, dạng phôi này phôi cargo nhá. Chất carbon rất là nhiều luôn nha mọi người, rất là đẹp. Càng ok, không lỗi. Lỗi hình đẹp. Phôi rất là ok luôn. Phen đây, phen Sheet nhá. Bù chống sắn, bù Sheet luôn. Càng rất là đẹp. Cây này rất là chuẩn về cho anh em câu chép câu màu giả đó, anh em chuyên về đến cảm giác. Rồi, giá cây thứ nhất giá là 1,2 triệu nha mọi người, 1,2 triệu cộng xếp cây số 1. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 vẫn vậy, một cây cần của hãng View, hàng của China xuất Nhật. Thì cây này dài 3m2 khúc đó, dài 3m2 khúc, nặng là 200g, độc cũng là 2 ly 1. Đây, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 6 đến 20 lb. Thì cái này thành phần carbon của nó cũng là 98%. Đó, hàng China xuất Nhật, cũng là full túi, sách, hộp. Thì căng cũng còn rất là ok rồi, hàng View. Đó. Đây mọi người, phen là phen xít nhá. Đó, phen rất là chất lượng luôn. Đó. Anh em nào câu chép lấy mấy cái này đánh rất là ok. Anh em lô gờ dạng lô màu mềm mồi nhẹ lấy cái này đánh cực kỳ cảm giác luôn. Thôi thì không cần phải bàn nữa, rất là đẹp. Phen đây, phen xít nhá, rất là ok, buộc chống sẵn. Theo chỉ ok. Rồi, giá công khai cây số 2 giá vẫn là 1,2 triệu nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người một cây cần của Micrograp. Thì cái này một cây Micrograp phen lòng súng. Đó. Thì cái lớp nhìn lông ở đây chưa tháo nữa nè. Đó. Phen lòng súng nha mọi người. Phen Fuji lòng súng. Phôi là phôi carbon sẵn. Bát là bát Fuji. Thì cây này nó bị chóc sơn nè mọi người, chóc lớp sơn bóng nè, đó. Thì cây này bán thanh lý luôn, đó. Đây, chóc lớp sơn bóng. Được cái phen với cây này rất là chắc nè, phen Fuji nhá. Bù chống sẵn. Bù chống sẵn. Phen Fuji nó súng, phen xít nhá, mấy cái này phen xít hết. Phen dẫn đi. Thì cây này là cây cần Micrograp dài 3m, nặng là 153g, đọt 1 ly 6. Đây, tải tổ công. Thì cây này tải mồi từ 10 đến 30g, độ cứng cây này nếu đổi ra thì nó ra tầm khoảng ML nha anh em. Đây, độ cứng ML. Nó lua từ 10 đến 30g, tải dây bê từ 0.6 đến 1.5. Rồi, giá công khai cây số 3, giá 1 triệu nha mọi người, 1 triệu, giá cực kỳ khủng nghị. Tiếp theo cây số
4. Thì cây số 4 lên cho mọi người một cây cần của Mỹ, một cây thương hiệu của Mỹ đó. Thì cái này một cây cần của UFM, hàng thương hiệu của Mỹ nha. Thì cây này dài 3 m, tải màu từ 7 đến 28 gram, tải dài từ 8 đến 16 lb. Cây này về cho anh em đánh màu giả, câu cá chép. Anh em có thể câu lóc cũng được, dạng này đánh lóc đánh nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là hàng bạo lực. Đó. Phen cũng là phen xít, foil là foil carbon, cán là cán bằng. Cần thì có xuất sắc nha mọi người. Đó, cần có xuất sắc. Bát là bát Fuji tam vàng. Cần xuất sắc, nhưng được cái là cái foil của cây cần này là rất là chắc luôn. Đó. Chắc và bền. Cần sắn gần guốc ha. Đây, phen là phen Fuji xít. Phu chống sắn. Có định vị luôn. Thì cái này nặng là 190 g, đọt bọc đi 8, dài 3 m. Rồi, giá công khai cây số cây số 1 2 3 4 5, cây số 5 giá là 1,3 triệu nha mọi người. Đó. Cây số 4 chứ, giá công khai cây số 4 là 1,3 triệu. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người một cây cần của hãng Ban. Thì cái này cái Ban hàng nội địa nhé, một hãng Ban hàng nội địa. Thì cái này dài là 2m58 nha mọi người, dài 2m58, độ cứng là độ cứng L. Độ cứng này về cho anh em câu nhẹ nhàng, câu cá chê, cá chép, đánh dịch vụ rất là ok nha. Bát là bát Fuji tam quang, phen là phen Fuji xít nhá, phen xít. Cần thì có xuất sắc nè, đó. Đây, hãng thương hiệu nội địa, hàng Ban. Đó. Được cái mấy cái này phen nó rất là chắc luôn, phen xít hết. Có xuất sắc nha, cần xuất sắc. Có xuất sắc về quét nè, này, trước chỗ này. Đó. Mà phôi không ảnh hưởng tới phôi nha mọi người. Đó, tất cả đều ok hết. Cây này còn túi luôn, đó, còn túi. Phen nó đây. Thì cái này dài là 2m53, đọt 1 ly 8, nặng 150 g. Thì cái này tải mỗi từ 7 đến 21 g, độ cứng khoảng L, tải dài từ 8 đến 6 lb. Rồi, giá công khai cây số 5, giá 1,3 triệu nhé. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây cần 2m7, hàng Ryobi. Cái đít làm có kim loại đây nè. Cây này một cây hàng Ryobi. Polyfoil carbon sắn găng guốc nè, cán là cán bằng, bát là bát Fuji tam quang, phen của nó là phen Fuji xít, đó, hàng rất là chắc nha mọi người. Đây. Thì cái này dài 2m7, độ cứng L, tải mồi từ tải mồi của nó là từ 7 đến 28 g, chuẩn về cho anh em câu chép, câu có màu giả. Đó. Phen ở đây, phen xít nhá. Bu chống sắn, bu xít. Phôi là phôi sắn găng guốc đây, khỏi chê. Hàng Ruby. Ruby là một cái thương hiệu nội địa nha mọi người. Hiệu nội địa Japan Bass. Thì cái này nặng là 220 g, đọt là 1 ly 7, dài 2m7, giá công khai cây số 6, giá 1,3 triệu nhé. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì đây là một cây cần Daiwa, Daiwa Phantom, dài là 3m3 nhé, dài 3m3. Phen của nó là phen xít, cán là cán mút, cán mút Daiwa 3 phút. Bát của nó là bát Daiwa nha mọi người, bát Daiwa. Thì cây này dài 3m3, độ cứng ML, tải mồi từ 5 đến 30 g, tải dây từ 6 đến 15 lb, hàng của Taiwan xuất Nhật nhé. Thì cái này vẫn về cho anh em câu màu giả nhé, câu màu giả, câu chép. Phen là phen xít, phen rất là ok rồi, khỏi bàn.
Thì cây này nó có xây sát què điểm nha mọi người. Đây, xây sát què điểm tổng thể thì không ảnh hưởng tới phôi nhé. Đây, xây sát què điểm cần sao thì shop sẽ báo em vậy. Thôi anh em cần thì báo shop sẽ chụp hình cận cảnh cho mọi người xem nhé. Đây, thôi đây qua phần tâm. Hàng rất là chắc luôn. Thì cái này dài là 2m2, dài là 3m3, nặng là 224g, đọt 2 ly 1, tải mồi từ 5 đến 30g. Rồi, giá cũng 2 cây số 7, giá 1,3 triệu nha mọi người. Đó, một cái giá rất là ok luôn. Tiếp theo cây số 8 và cây số 8 đó cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì đây cũng là một dòng Daiwa Phantom. Đó. Phen của nó là phen xít chân trắng nha, phen xít chân trắng. Bát là bát Daiwa, bát rất là đẹp luôn. Đó, cái này dạng đời cao. Phen này, phen xít. Hàng Daiwa Phantom. Thì cái này dài cũng là dài 3m, độ cứng là độ cứng L. Thì độ cứng L của nó thì nó tải mồi từ 5 đến 30g nhé, tải dây từ 8 đến 16 lb. Hàng Taiwan. Đây, phen xít nhá, rất là đẹp luôn. Phen xít trên đây đề ba của nó là dạng phen xít 3 chân nè. Rất là đẹp. Rất là chắc luôn á. Thì cái này tổng thể ngoại hình đẹp nha mọi người, không có xước sắc gì nhiều hết. Bộ cũng là bộ xít. Tổng thể ngoại hình cái này đẹp, cái này ra tầm khoảng 93%, 93. 93 90%, rất là đẹp luôn. Cái này anh em về câu lóc, câu màu giảm, câu nháy hơi rất là ok luôn. Đó. Thôi anh em câu cá chép. Tổng thể đẹp. Thì cái này nặng là 200g, đọc 1 ly 9, dài 3m. Thì tông số tải mồi đã đọc. Thì giá công khai cây số 8, giá 1,6 triệu nha, 1,6 triệu cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 đây mọi người, một cây hàng của Smith. Thì cái Smith này một cây Smith nội địa nhé, hàng nội địa. Cán là cán mút Ewa. Phôi là phôi carbon. Phen là phen xít nha mọi người, phen là phen xít nè. Phen xít dài 3m, bát Fuji. Đây, thì cái này nó là một cây Smith dài 3m, tải mồi từ 10 đến 40g, độ cứng tương đương với M nha, tải dây từ 8 đến 20 lb. Tất cả phen phôi ok hết nha mọi người. Bù đây, bù xít luôn. Cái này về chuẩn cho anh em cầu lóc nha, hàng cầu lóc. Cái này thuộc dạng là cần nó phôi nó là dịu nha mọi người, dịu có đồ nảy. Thì cái này nặng là 219g, đọt 2 ly 1, dài 3m. Rồi, giá công khai cây số 9, giá 1,6 triệu nha mọi người, 1,6 triệu cây số 9. Rồi, đó tổng cộng 9 cái cần shop lên cho mọi người hôm nay. Có mọi người ưng cái nào chốt lại số shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.